Cảnh báo lừa đảo. Đối các bạn đây là chiếc áo hàng thật, chúng ta có 5 giây để chọn. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Đáp án là chiếc bên trái. Khi để cạnh nhau bạn rất dễ thấy, nhưng khi đứng một mình, anh kỹ thuật may chia sẻ cho chúng ta các điểm quan trọng để chú ý khi đặt may áo đồng phục BT mới. 1. Công nghệ in 4.0 hiện đại nhất cho hình in không bị mờ, đứt, gãy. So sánh với chiếc áo hàng giả này, chưa mặc đã bị bong logo, làm ảnh hưởng xấu xí đến thương hiệu của quý khách. 2. Bộ áo hàng giả xiên vẹo một bên gây khó chịu cho người mặc. Đây là hàng thật của thể thao jean, tròn đều, cho người mặc thoải mái và người nhìn thấy cân đối nữa. 3. May 3 line giúp tăng độ bền gấp đôi so với chiếc áo thông thường. 4. Là hàng giả may bị nhăn nhúm. Các đường phối thể thao đòi hỏi người có kinh nghiệm cao. Ở đây bạn cũng có thể thấy thể thao jean may rất kỹ lưỡng do thợ có kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghề. Tổng quan một lần nữa, những nỗ lực trên để tạo nên một chiếc áo tuyệt vời. Quan trọng nhất là chính hãng thể thao jean có gắn tag cổ, có số điện thoại để gọi hỗ trợ ngay khi cần. Đó, bạn thấy số điện thoại không ạ? Và gắn tem bảo hành uy tín chính hãng. Sự thật là chúng tôi luôn vì bạn. Hãy chọn công ty may chuyên nghiệp về thể thao để nâng tầm thương hiệu và tăng gấp đôi doanh số.